bắt gặp ba chị em Hương, Hân, Minh đi chơi lẻ ngoài đời thân thiết như chị em thật sự. Thúy Ngân, Lê Phương và Phương Hằng đóng vai ba chị em khắc khẩu trong bộ phim truyền hình đang gây sốt Gạo Nếp Gạo Tẻ. Sau khi phim đóng máy, ba nữ diễn viên vẫn giữ liên lạc thường xuyên đi ăn, đi du lịch chung. Lê Phương, Thúy Ngân và Phương Hằng vẫn là bộ ba nữ diễn viên gây chú ý nhờ vai diễn trong bộ phim truyền hình Gạo Nếp Gạo Tẻ. Vai diễn của Lê Phương, Thúy Ngân và Phương Hằng là ba chị em ruột Minh, Hương và Hân. Sau khi đóng chung phim Gạo Nếp Gạo Tẻ, Thúy Ngân, Lê Phương và Phương Hằng trở thành đồng nghiệp thân thiết. Ba chị em của Gạo Nếp Gạo Tẻ vẫn giữ liên lạc sau khi phim đóng máy. Lê Phương, Thúy Ngân và Phương Hằng thường xuyên đi ăn, đi du lịch chung. Hình ảnh bộ ba nữ diễn viên phim Gạo Nếp Gạo Tẻ thân thiết ngoài đời gây chú ý. Phương Hằng tâm sự, cô Thúy Ngân và Lê Phương quay phim cả năm trời nên có thời gian tiếp xúc và hiểu tính cách của nhau. Theo Phương Hằng, cô và Thúy Ngân, Lê Phương quý nhau thật sự. Kể về kỷ niệm khi quảng bá phim, Phương Hằng tiết lộ vì cô không được ăn các loại thức ăn có da trơn như lươn, ếch nên Thúy Ngân đã lột hết lớp da bên ngoài cho cô. Phương Hằng cũng rất quý mến Lê Phương. Lê Phương và Thúy Ngân cũng có mối quan hệ tốt đẹp. Thúy Ngân, Lê Phương vui vẻ bên nhau trong chuyến du lịch Thái Lan. Hân và Hương của Gạo Nếp Gạo Tẻ thường xuyên tụ tập ăn uống tại nhà. Phương Hằng, Thúy Ngân, Lê Phương thân thiết như ba chị em. Không còn ướp mỡ, bạn gái người Bỉ lần đầu khoe clip hẹn hò với Huỳnh Anh. Các fan sẽ rất xôn xao khi thấy Y Vân đăng tải clip đi chơi của mình và Huỳnh Anh lên mạng xã hội. Huỳnh Anh, Hoàng Oanh là cặp đôi từng khiến đông đảo khán giả hâm mộ và yêu thích bởi chuyện tình ngọt ngào của họ. Vào những ngày đầu tháng 6, 2017, cả hai đã chính thức đường ai nấy đi trong sự ngỡ ngàng, thậm chí là nhiều người tỏ ra hụt hẫng vì sự tan vỡ của một chuyện tình đẹp. Cách đây không lâu, nam diễn viên chia sẻ với truyền thông rằng mình đã tìm hiểu bạn gái mới, cô gái này sống ở Bỉ. Dù không công khai người yêu, nhưng thời điểm đó, cộng đồng mạng cũng nhanh chóng tìm ra danh tính người này. Cách đây vài ngày, khi Huỳnh Anh gặp liên tiếp nhiều chuyện không hay, thì cũng là lúc Y Vân về Việt Nam. Tuy nhiên, cả hai hầu như không chia sẻ bất cứ khoảnh khắc nào đi hẹn hò. Được biết, đây cũng là lần đầu tiên gặp gỡ của họ sau một thời gian tìm hiểu. Y Vân chỉ đăng tải những bức ảnh úp mở về người yêu trong vài ngày qua. Tuy nhiên, cách đây ít giờ, người đẹp đã quyết định chia sẻ trên story Instagram về Huỳnh Anh. Theo đó, nam diễn viên đang lái xe, đưa Y Vân đi dạo thành phố. Gương mặt cả hai đều khá vui vẻ và đoạn clip ngắn này cũng đủ để các fan của anh xôn xao. Sau một thời gian úp mở, bạn gái cũng quyết định chia sẻ về Huỳnh Anh lên mạng xã hội. Có thể nói, đây là những ngày hạnh phúc của cặp đôi mới yêu. Trước đó vài ngày, công chúng rất hoang mang và liên tiếp xem liệu cả hai có gặp nhau hay không. Lúc ấy, bạn gái Huỳnh Anh cũng khẳng định việc cô không đăng tải về anh, không có nghĩa là họ không dành thời gian cho nhau. Và đoạn clip mới nhất này chính là câu trả lời chính xác nhất dành cho mọi người đang thắc mắc. Hương Giang chứng tỏ đẳng cấp hoa hậu càng ngày càng đẹp xuất sắc. Nàng hoa hậu Hương Giang thông minh, hoạt bát này luôn biết cách làm mới bản thân với phong cách thời trang linh hoạt, từ trẻ trung năng động cho tới quyến rũ gợi cảm. Dù ở bất cứ style nào thì người đẹp cũng được khen ngợi hết sức bởi sự chỉnh chu và sành điệu. Gần đây cứ mỗi lần xuất hiện là hoa hậu Hương Giang lại bỏ bùa khán giả với những hình ảnh lung linh, khoe trọn vẻ đẹp mong manh nhưng lại vô cùng gợi cảm. Cô nàng thông minh hoạt bát này luôn biết cách làm mới bản thân với phong cách thời trang linh hoạt, từ trẻ trung năng động cho tới quyến rũ gợi cảm. Dù ở bất cứ style nào, người đẹp cũng được khen ngợi hết lời. Lần này, nữ ca sĩ lại bỏ bùa fan hâm mộ khi xuất hiện vô cùng xinh đẹp như một nàng công chúa, trong một chiếc váy dịu dàng nữ tính cùng kiểu tạo dáng thương hiệu. Đây là một tác phẩm của nhà thiết kế Đỗ Long và được Hương Giang thể hiện vô cùng xuất sắc. Không thể phủ nhận rằng Hương Giang đẹp nhất là lúc cô khoác lên mình những chiếc váy lộng lẫy, xinh xắn, khoe trọn vẻ đẹp duyên dáng dịu dàng của mình. Đây là một thiết kế đầm hai dây mang kiểu dáng đơn giản nhưng vô cùng sang trọng, giúp cô nàng toát lên vẻ quý phái yêu kiều. Dáng váy ôm sát, khéo léo tôn lên vòng 1 và vòng 2 siêu chuẩn của hoa hậu chuyển giới. Điểm nổi bật gây chú ý của chiếc váy chính là những họa tiết ô đen nối dài dọc thân váy tạo hiệu ứng bắt mắt nhưng không kém phần tinh tế, sang trọng. Kèm theo đó là những đường sóng nan với họa tiết ren nổi được kết hợp một cách hài hòa. Dọc các ô vuông đen của chiếc váy mềm mại này còn được đính đá nổi cầu kỳ. Nữ ca sĩ chọn kiểu tóc cột nửa đầu và mái xoăn cực nữ tính kết hợp với bông tai đính đá nhỏ xinh làm điểm nhấn. Khoe lưng trần và đường cong gợi cảm, ngồi với thần thái sang chảnh cuốn hút, một cái nghiêng đầu nhẹ cũng đủ khiến người ta siêu lòng. Còn có cả những khoảnh khắc e thẹn mong manh như thế này,
Phương Trang tả cảnh sống chung với mẹ chồng, vợ chồng cãi nhau vẫn phải giả vờ cười. Nữ diễn viên cho biết nếu cô và ông xã cãi nhau thì sẽ vô trong phòng nói chuyện cãi nhau nhỏ nhỏ, rồi xong ra ngoài mặt vẫn cười tươi hứng hở như là yêu thương nhau lắm. Việc sống chung hay sống riêng với mẹ chồng luôn là chủ đề gây nhiều tranh cãi đối với các chị em phụ nữ. Mới đây, chương trình Phụ nữ ngày nay vừa phát sóng trên truyền hình Vĩnh Long 1 cũng gây nhiều chú ý vì đem chủ đề này ra bàn luận. Tại đây, bà mẹ bỉm sữa Vương Trang và nam diễn viên Huy Khánh lại có quan điểm rất trái chiều nhau. Mới đầu, cả Huy Khánh và Vương Trang đều đồng tình về việc nên sống chung với mẹ chồng. Huy Khánh bởi lẽ là đàn ông, con trai phải phụng dưỡng ba mẹ, nên việc đồng ý sống chung cũng là việc bình thường. Nhưng với Vương Trang là một người phụ nữ hiện đại, cô còn là một diễn viên bận rộn đi sớm về khuya và chắc chắn sẽ có giờ giấc không ổn định. Nữ diễn viên thổ lộ rằng em nghe đồn là 2 năm đầu hôn nhân là 2 năm rất là sóng gió của cặp vợ chồng trẻ. Nếu mà hai vợ chồng chỉ sống riêng với nhau thì rất là dễ gây đổ vỡ. Thành ra là em nghĩ cái quyết định là sống chung với gia đình chồng cho tới thời điểm này của em vẫn là một cái quyết định rất là đúng. Nhiều khi hai vợ chồng cãi nhau cũng không dám la lớn, có nghĩa là vô trong phòng nói chuyện cãi nhau nhỏ nhỏ, rồi xong ra ngoài mặt vẫn cười tươi hớn hở như là đang yêu thương nhau lắm. Vô hình chung điều đó sẽ làm cho thấy cuộc sống vợ chồng của mình nó không quá là gay gắt. Những tiết lộ này khiến Huy Khánh phải ngưỡng mộ và thốt lên rằng vậy là em đã rất là may mắn khi gặp được nhà chồng yêu thương con trai và con dâu tâm lý. Nhiều gia đình chồng khắc nghiệt lắm, thấy con dâu mà rảnh tay mà không làm gì một cái là biết tay mẹ chồng. Phương Trang vẫn một mực khăng khăng, không có đâu anh ơi, nói vậy Trinh sợ nè. Bởi MC chương trình là Liêu Hà Trinh vẫn chưa lấy chồng. Tuy nhiên, qua lời Vân Trang thì cuộc sống ở gia đình chồng hoàn toàn không quá đáng sợ hay bi kịch. Cũng có mặt tại chương trình, dưới góc nhìn chuyên gia thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Tâm chia sẻ, người đàn ông trước khi cưới vợ về thì phải chia sẻ thêm nhiều thông tin lẫn nhau về người mẹ của mình, lẫn cả người bạn đời, để cả hai bên thông cảm đặt mình vào vị trí của họ, để cả hai thấu hiểu nhau. Ở chung hay ở riêng không phải là vấn đề mình cần bàn, mà là mẹ chồng, nàng dâu, người chồng ở chung với nhau phải có thái độ như thế nào. Dù là ai ở chung hay ở riêng, quan trọng nhất là có tình yêu thương với nhau. Nhã Phương cuối cùng cũng thoát kiếp bánh bèo rồi, lột xác cá tính như ác nữ đánh nhau thuần thục, chinh phục khán giả bằng sự chăm chỉ, làm việc nghiêm túc và hết mình. Sức lan tỏa của Nhã Phương có thể nói không dừng lại trong suốt thời gian qua. Với sở trường là những màn mưa nước mắt, môi cong vén, mắt đỏ ửng cùng nét ngây thơ, Nhã Phương ghi dấu ấn với những vai cô gái ngây thơ dễ thương trong trẻo. Đi theo đó là những câu chuyện tình yêu đậm chất ngôn tình, hay gần đây là vai cô gái mỏng manh, dễ bị bắt nạt trong bộ phim truyền hình Ngày Ấy Mình Đã Yêu đang được phát sóng trên VTV3. Bởi vậy, đối với khán giả, hình tượng nữ hoàng nước mắt gần như gắn liền khi nhắc đến Nhã Phương. Chính thức trở lại màn ảnh rộng sau một năm tập trung đóng phim truyền hình và những scandal tình cảm ồn ào. Mới đây, những hình ảnh hậu trường từ nhà sản xuất bộ phim điện ảnh Hoán Đổi công bố thu hút không ít sự chú ý của các fan. Đó là một Nhã Phương với những phân cảnh đánh đấm, hành động, sử dụng vũ khí hay thậm chí là rượt đuổi với cả bầy zombie. Dù vẫn tạo hình long lanh xinh đẹp, vai diễn tiên tiên trong bộ phim Hoán Đổi này hứa hẹn sẽ mang lại màu sắc mới lạ hơn trong diễn xuất của cô nàng. Không muốn bản thân đóng khung một màu hơn ai hết là diễn viên, ai cũng mong muốn được hóa thân vào nhiều vai diễn với những tâm lý khác nhau, bi hài có, phản diện có, nội tâm có. Nhã Phương cũng không ngoại lệ, thoát xác hình ảnh nữ hoàng nước mắt. Còn bị đánh tráo thể xác thêm một lần, nhân vật trong phim Hoán Đổi, Nhã Phương thực sự đã phải dành nhiều tâm sức cho vai diễn tiên tiên. Một nữ ca sĩ trẻ đẹp bị hoán đổi thể xác với một bà võ sư già có hoàn cảnh gia đình hết sức xào xáo. Nhân vật này được xem là thử thách kép với Nhã Phương khi phải thể hiện hai tuyến tâm lý nhân vật, một cô gái 25 tuổi thực sự và một võ sư già 60 tuổi trong thân xác cô gái trẻ. Mặt khác, những cảnh đánh đấm hành động cũng là thử thách lớn đối với cô diễn viên mang vẻ đẹp mỏng manh sương khói này. Trong nhiều cảnh phân cảnh, Nhã Phương phải chạy thục mạng để thoát khỏi bầy zombie đáng sợ, sử dụng súng và vũ khí trong các cảnh đánh tay đôi hay bị treo trên dây cáp rồi té ngã từ trên cao xuống. Với kinh nghiệm hơn 6 năm đóng phim của mình, khán giả hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào sự chuyên nghiệp của Nhã Phương để mang đến một vai diễn mới mẻ và thú vị. Cô nàng cũng chia sẻ với vai diễn mới này, hóa thân vào vai diễn bà già thì khó nhất, đó là cách đi đứng nói chuyện. Nhưng mà bà già này lại trong thể xác một cô gái trẻ rất khỏe mạnh,
Lắm lúc Nhã Phương còn ngồi ngẩn ngơ quan sát các cô lớn tuổi quét nhà, nấu ăn, đi lại, nói chuyện như thế nào. Với lại Nhã Phương có một cái tật nói rất nhanh, nhưng trong phim này chị Việt Hương lại nói rất chậm. Cho nên diễn xuất đã phải tập trung một phần khác còn phải tiết chế bản thân mình để cho mọi hành động được đúng nhất. Khó khăn nhất vẫn là những cảnh đấu võ. Trước đó Nhã Phương phải làm việc rất nhiều với các anh các cadre để luyện tập cho nhiều cảnh quay. Nhưng lắm lúc ra hiện trường phân cảnh lại bị thay đổi, mình lập tức phải tập lại từ đầu để hoàn thành vai diễn đúng nhất. Nhã Phương thoát xác nữ hoàng nước mắt thực hiện pha hành động bị zombie rượt đuổi chạy thục mạng. Dù hóa thân vào bất cứ vai diễn nào thì nụ cười rạng rỡ, tinh thần chăm chỉ và cống hiến hết mình đã tạo nên sức hút không thể chối cãi của Nhã Phương. Trong Hoán Đổi cũng vậy, dù liên tục biến hóa trong nhiều tạo hình khác nhau, với hình tượng nào cô vẫn tỏa sáng rực rỡ.